Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được phản ánh của một số hộ dân phố Thứa, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào về việc tối ngày 9 tháng 11 vừa qua có một nhóm người đến đào lắp đặt đường ống gây vỡ ống cấp nước sinh hoạt làm mất nước của hơn 30 hộ dân. Nhóm phóng viên đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Dị Sử và quản lý nhà máy nước Dị Sử. Nhà máy do công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Trung quản lý và vận hành cấp nước cho các hộ dân. Đây là đơn vị được tỉnh quy hoạch phân vùng cấp nước cho nhân dân phường Dị Sử. Nguyên nhân mất nước là do ngày 5 tháng 11 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn Nagawa có công văn gửi Ủy ban nhân dân phường Dị Sử xin chuyển chôn đường ống từ phía ngoài vỉa hè quốc lộ 5 vào vỉa hè của đường khu vực phố Thứa, song song với đường ống cấp nước của nhà máy nước Dị Sử đang vận hành. Trong quá trình đào chôn ống, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tuấn Nagaoka đã làm vỡ 3 đoạn đường ống cấp nước của nhà máy nước Dị Sử, dẫn đến mất nước cục bộ hơn 30 hộ dân. Chủ tịch mới lại phó chủ tịch điện ra là không cho làm vì là chưa có cái chương trình gì cả, thế nhưng mà người ta bảo cố tình người ta vẫn cứ làm. Đã rút điện, cắt điện của bên ủy ban không cho nhờ, nhưng mà người ta là nhờ dân. Hôm sau tôi báo cáo ủy ban phường Dị Sử thì các anh ở phường Dị Sử đã thông báo và gọi cho công ty Ngọc Tuấn nhưng mà không đến khắc phục. Tôi cũng đã có ý kiến với cả nhà máy nước Ngọc Tuấn là cũng về khắc phục, nhưng mà cái sự khắc phục thì nó cũng chậm trễ, thì còn một đoạn thì mới đấu nối xong. Do vậy là nhà máy nước Thành Trung là phải làm nước cấp ngược từ dưới lên để đảm bảo cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Do vậy là chúng tôi cũng đề nghị là hai bên giữa nhà máy nước Thành Trung và nhà máy nước Ngọc Tuấn sẽ có ý kiến cùng với nhau để làm sao đó cũng đảm bảo cho cái việc cấp thoát nước sạch ở vùng Dị Sử. Sự cố mất nước xảy ra đêm ngày 9 tháng 11, sau 4 ngày, đến chiều ngày 13 tháng 11, đơn vị thi công mới khắc phục xong. Chủ trương của tỉnh Hưng Yên là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, cấp nước cho nhân dân các địa phương theo đúng quy hoạch phân vùng cấp nước. Do vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm việc phân vùng cấp nước theo quy định đã được duyệt.